Chào các bạn, trong video ngày hôm nay á, mình sẽ chia sẻ với các bạn về con robot hút bụi. Nhưng mà không phải là về con robot hay là những cái gì thông minh hay là cái cách chạy của nó, mà mình chia sẻ với các bạn một chút xíu về cách mà chúng ta sẽ làm vệ sinh con robot hút bụi. Nếu như mà bạn không làm vệ sinh robot hút bụi thì có khả năng nó sẽ gây ra ô nhiễm thứ cấp, tức là bạn sẽ làm cho cái không gian của mình nó bị bụi hơn so với lại khi mà con robot nó không đi luôn. Ngoài ra thì cái việc dọn dẹp của con robot hay là việc vận hành của nó cũng không được trơn tru. Đấy, thì chúng ta sẽ xem cái video này và biết được là cần dọn cái gì cho con robot của mình. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu. Cái đầu tiên mà chúng ta cần dọn đó là cái khay bụi. Đây cũng là một trong những cái mà bạn sẽ cần dọn thường xuyên. Và trong này các bạn thấy là nó mới vừa dọn căn nhà mình và nó có rất nhiều bụi trong đây. Thì khi mà bạn rửa cái hộp bụi á, bạn để ý là trong đây nó có rất nhiều bụi. Nhưng mà trước khi làm cái đó thì bạn gỡ một cái lưới lọc ra trước. Thì con robot này nó cũng sẽ có cái lưới lọc không khí như thế này. Để riêng ra chúng ta sẽ xử nó sau ha. Và đây là bụi. Thì các bạn hút bỏ cái bụi này vào thùng rác. Sau khi mà chúng ta đã đổ bụi rồi thì anh em dùng cái cây chổi mà đi kèm với lại con robot á, thì để cho chúng ta dọn trong ngóc ngách của nó. Không ra được thêm mớ nữa. Rất là dơ. Đi kèm theo con robot nào cũng có bụi, cũng có cái cây chổi này hết đó, anh em cứ thoải mái xài. Đấy, và quét luôn cả những cái chỗ như thế này. Và chúng ta vẫn có thể rửa được cái hộp bụi này luôn ha. Nhưng mà bạn để ý á, là cái hộp bụi này chỉ có hộp đựng bụi không thôi, nó không có cơ chế hay là mạch gì hết. Nhưng mà với một số con robot, ví dụ như là con robot Moppy, thì cái hộp này các bạn không có rửa được, bởi vì nó có tích hợp cả cái mạch bơm nước. Chỉ khi nào mà bạn thấy là không có cái bất kỳ một cái mạch điện tử nào và nhà sản xuất họ không có ghi chú gì hết thì bạn mới được rửa. Đấy. Và bây giờ chúng ta xử lý tới cái lưới. Thì cái lưới này nó cũng có một đống bụi này các bạn thấy không? Đấy, rửa luôn. Và thiệt ra cái lưới này á, bạn không rửa cũng được, nhưng mà mình thì mình thích rửa hơn cho nó sạch sẽ, đảm bảo hết. Và cái lưới lọc không khí này các bạn cũng cần phải phơi khô. Nếu mà các bạn không phơi á, thì cái nước còn lại nó sẽ làm cái bụi dính vào và con robot nó sẽ báo động lên liền. Nó sẽ báo bằng tiếng lẫn notification ở trên những cái app. Rửa sạch xong rồi bạn phơi khô. Trong trường hợp mà các bạn cần con robot nó hút bụi nữa đó, thì các bạn nên đi mua một hai cái tấm filter như thế này để mà làm dự phòng. Mình có tới 3-4 tấm lận, thì mình phơi 1 tấm xong rồi mình xài tiếp mấy cái tấm còn lại. Bạn nhớ là phải phơi khô những cái đồ này, chứ nếu không thì trong lúc hoạt động á, nó dính bụi vào nó sẽ dơ, ngoài ra nó bị hôi nữa ha. Tiếp theo á, là chúng ta sẽ làm vệ sinh tới cái miếng dẻ lau nhà. Thì một số con robot nó có chức năng lau nhà thì anh em cũng phải dọn cái đống này luôn. Đấy, hồi sáng là mình dọn cái tấm này nó trắng bóc luôn á, bây giờ nó sau một lượt đi nó đen thui. Mình sẽ mở cái khay nước ra và đi dọn vệ sinh cái này. Đây là một cái tấm dẻ nè, đây là cái khay nước của con robot. Và chúng ta sẽ đi giặt cái dẻ. Thì để giặt cái dẻ thì cũng khá là basic thôi. Mình thường là giặt dẻ với lại xà bông, rồi rửa chén hoặc là nước lau nhà gì đó cũng được. Mình không biết là nên dùng với xà bông rửa chén này nó có sạch không, nó có ổn không, mà bình thường nhà mình hay xài. Bạn nào có cái góp ý hay gì cho mình thì cứ thoải mái comment nha. Chúng ta trao đổi thôi chứ chẳng gì. Khi mà anh em lau cái dẻ thì anh em nhớ là kiếm cái gì đó thơm thơm á, tại vì sau một thời gian xài thì có thể nước cái dẻ nó có một cái mùi á. Và sau một thời gian bạn dùng thì cũng nhớ là nếu mà cái dẻ nó đen quá rồi thì đừng cố giặt nữa, mà hãy đi mua một cái dẻ mới. Bạn có thể kiếm được những cái dẻ thay thế cho những con robot hút bụi Xiaomi rất là dễ. Rồi, sau khi mà bạn đã giặt xong cái dẻ thì bạn cũng đem phơi cho khô luôn. Tốt nhất là các bạn đem phơi nắng. Những cái thứ mà nãy giờ mình vừa cho các bạn xem á, là những thứ mà các bạn cần dọn thường xuyên. Cái dẻ lau nhà thì các bạn nên dọn mỗi ngày. Cái hộc bụi thì mình nghĩ là khoảng 2 ngày hoặc là 1 ngày nếu như mà căn nhà bạn nó rất là dơ. Và ngoài ra chúng ta cũng nên vệ sinh sơ con robot á. Cái này dễ lắm các bạn, cứ lấy một miếng dẻ ướt á, sau đó các bạn lau gọn gọn cho nó chút xíu là được. Cái này thì các bạn không cần làm thường xuyên, lau rảnh thì làm thôi. Có một cái nữa đó là vài tháng á, thì các bạn nên dùng cái dẻ các bạn lau cái cảm biến nè.
nó có những cái cảm biến ở đây. Sau một thời gian á thì bụi nó sẽ đóng vào đây trong quá trình mà con robot nó làm việc. Nếu như mà bạn không lâu á thì cái độ nhạy của con robot nó sẽ giảm đi. Như con robot này là nó có ba cái miếng cảm biến này thôi, bốn miếng chứ đấy. Và một cái cảm biến cũng quan trọng nữa là cảm biến LiDAR, là cảm biến laser màu cam ở trên này. Mình cũng chùi nhẹ nó luôn, chùi nhẹ cho nó sạch thôi chứ thì ra các bạn cũng chẳng phải làm gì. Thỉnh thoảng bạn nên bảo trì con robot. Bảo trì có nghĩa là sao? Có những thứ mà các bạn sẽ cần phải thay thế. Ví như cánh quạt này nè, các bạn thấy là cái con robot của mình nó đã bị tưa cái quạt này rồi, cái cánh quạt. Thì các bạn có thể mua được những cái đồ thay thế này rất là dễ ở những cái cửa hàng Xiaomi. Mua quạt nè, bạn có thể mua được cả cái khung này và cái chổi hút này luôn. Cái chổi này cũng dơ lắm á, lâu lâu các bạn cũng thỉnh thoảng nhớ là phải dọn dẹp nó. Sẵn nói về cái cây chổi quét á, thì con dao đi kèm theo con robot hút bụi lúc nào nó cũng sẽ có một cái đầu có dao, có lưỡi dao. Đó, thì cái đầu này các bạn sẽ dùng nó để mà cắt những cái sợi tóc nó vướng vào. Và các bạn có thể gỡ ra rất dễ. Không cần dùng sức gì vậy đó, cứ gỡ ra thôi. Đó, cực kỳ đơn giản. Các bạn dùng cái này một thời gian nó cũng sẽ tưa hoặc là rách cái chổi thì các bạn cũng đi mua luôn. Kỳ rồi mình nhớ là mình mua một bộ cũng 200-300 ngàn gì đó mà được hai cái này rồi thêm một mớ đồ lặt vặt nữa. Mình mua cũng khá là lâu rồi mình không nhớ, nhưng mà các bạn nhớ bảo trì nó nha. Rồi, đó là những cái mà mình thường làm để mà mình dọn dẹp con robot hút bụi của mình. Cả là những cái thứ thường xuyên và những thứ mà lâu lâu chúng ta phải dọn một lần. Và nếu mà bạn có thêm kinh nghiệm hay là muốn chia sẻ gì thêm thì các bạn cứ thoải mái comment vào video này hoặc là bài viết của mình trên Tinh Tế. Sắp tới mình sẽ trên tay nhiều hơn những cái đồ smart home cho anh em xem. Rồi, bây giờ video này đến đây là kết thúc. Thì các bạn nhớ subscribe channel của mình nha. Rồi, bây giờ mình được 9.000 mấy sub rồi, chuẩn bị lên 10.000 sub. 10.000 sub chắc kiếm gì đó vui vui làm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.